Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành y tế là đòi hỏi cấp thiết để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc thiếu những cơ chế, chính sách cụ thể đã khiến việc thu hút nhân lực ngành y tế gặp nhiều khó khăn. Nghị quyết 33/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực bác sĩ trong ngành y tế Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025 ra đời đã mở được nút thắt quan trọng để ngành y tế hướng đến những mục tiêu xa hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong giai đoạn đầu triển khai. Đầu tháng 7 năm 2023, bác sĩ đa khoa Lê Hữu Tình được Sở Y tế phân công công tác tại Bệnh viện Gia Liễu Huế. Đây là một trong bốn cán bộ trúng tuyển theo chính sách thu hút nhân lực ngành y tế theo nghị quyết 33 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng với sự hỗ trợ dành gặp bác sĩ có thâm niên kinh nghiệm của đơn vị, các bác sĩ trẻ nhanh chóng nắm bắt công việc và phát huy kiến thức chuyên môn của mình. Về đây thì em tạo điều kiện hết sức để học tập, và ban giám đốc đã tạo điều kiện cho em là sắp xếp cho em về khóa khám bệnh để em được tiếp cận những cái căn bệnh da liễu thường gặp, để có thể từ đó là mình có thể là học hỏi kinh nghiệm từ các bác sĩ và trên, từ đó mình có thể tiếp cận và làm việc một cách hiệu quả. Hiện tại là khóa da liễu là một cái chuyên khoa lẻ, và nó có một cái số gọi là có một cái đặc điểm về bệnh lý nó khá là khác so với là các chuyên ngành khác, cho nên đối với những bác sĩ trẻ thì đầu tiên khi mà về bệnh viện thì bệnh viện là cũng sẽ tạo điều kiện, là trước mắt là sẽ tạo tập trung để cho là các bác sĩ trẻ là về các bệnh học, sẽ tập trung về các bệnh học thường gặp, rồi sau đó thì sẽ phát triển hơn về các kỹ thuật mới của da liễu, tại vì da liễu hiện nay là có rất là nhiều các cái phương án về là thẩm mỹ, về cái chăm sóc da. Cho nên là về tương lai xa là sẽ hướng đến là các bác sĩ là sẽ toàn diện hơn trong các chuyên ngành của da liễu. Chính sách thu hút của tỉnh dành cho 5 đối tượng gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ bác sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ đa khoa đào tạo hệ 6 năm đến công tác tại cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, huyện, thị xã, thành phố Huế, bác sĩ đa khoa đào tạo 6 năm đến công tác tại trạm y tế xã, phường, thị trấn. Nguồn nhân lực sau khi được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế được hưởng chế độ hỗ trợ cao nhất, dự kiến là 300 triệu đồng một năm, thấp nhất là 35 triệu đồng một năm, căn cứ vào trình độ đào tạo và nơi làm việc. Anh đang ngọn tỷ, nhưng mà huyện Hải Lăng của em là xã Huế, cho nên là mặc dù là em người Hải Lăng, cho nên là em muốn nhất là gần nhà em, thứ hai là em nghĩ là Huế là một môi trường tốt về y tế để cho em nâng cao tay nghề và phát triển chuyên môn. Thực sự là hôm nay em cảm thấy rất là vui vì được vào tại bệnh là được làm việc tại bệnh viện răng hàm mặt Huế. Thì về lý do mà em muốn vào đây thì thứ nhất là vì là quê hương em là ở Huế, gia đình em là ở Huế, và em cảm giác là tỉnh rất là gọi là ưu tiên và đầu tư vào bệnh viện. Thì cái chuyện em về làm thì em cũng muốn đóng góp và học hành để phát triển nhiều hơn trong tương lai nữa. Trong bệnh viện chúng tôi thì cũng không nằm ngoài trong những cái đó là về vấn đề ngân sách. Thì chúng tôi chưa có một cái ngân sách để mà hỗ trợ thêm cho các cái bác sĩ ngay về công tác tại đơn vị. Thì chúng tôi cũng mong là Sở Y tế cũng như tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có những cái ngân sách hỗ trợ kịp thời động viên những cái bác sĩ trẻ về phục vụ tại đơn vị cũng như là cho ngành y tế tỉnh nhà. Cùng với các đơn vị như là bệnh viện trường đại học y dược, bệnh viện Trung Huế và đại học y dược, cái thế gọi là tiến tới chuyên sâu trong một trong các đơn vị tiên tiến của khu vực Đông Nam Á và tiến tới đạt cái chuẩn quốc tế. Thì do vậy trong các nguồn lực thì nguồn nhân lực của ngành y tế tỉnh nhà cũng hết sức là quan trọng. Vừa rồi cũng thấy được cái vấn đề đó, thì Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân cũng có những nghị quyết và kế hoạch để cho ngành y tế chúng tôi thực hiện vấn đề tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn bác sĩ. Dự kiến trong 3 năm từ năm 2023 đến 2025, chương trình sẽ thu hút khoảng 120 đến 150 bác sĩ. Kinh phí hỗ trợ khoảng 45,5 tỷ đồng được chi trả trong 5 năm từ nguồn ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, việc thu hút nhân lực trong ngành y tế vẫn rất cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đến năm 2030.
Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về y tế chuyên sâu.